Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Hội nhập phát sóng hàng ngày trên kênh Văn hóa Việt VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, những năm qua, thành phố Cần Thơ đã tích cực ứng dụng khoa học công nghệ cũng như công nghệ 4.0, chuyển sang nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 cho nông dân nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng nông nghiệp của địa phương, đưa ngành nông nghiệp Cần Thơ ngày càng phát triển. Cũng như nhiều địa phương khác, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 của thành phố Cần Thơ phát triển dựa trên nền tảng giống cây trồng, vật nuôi mới, vật liệu mới, các phần mềm ứng dụng giúp nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng giá trị cho nông sản. Thời gian qua thì ngành nông nghiệp cũng rất là nỗ lực trong cái ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để cải tiến và giúp cho chúng ta quản lý trong cái sản xuất nông nghiệp nó tốt hơn. Ngành nông nghiệp Cần Thơ cũng phối hợp với các cái sở ngành cũng như là trường đại học Cần Thơ để đưa những cái tiến bộ mới vào trong sản xuất, thì từ những cái nghiên cứu của các cái viện trường chúng tôi phối hợp để triển khai vào cái thực tiễn trong cái sản xuất của bà con nông dân, cũng như là ngoài viện trường thì còn có sở khoa học công nghệ từ các cái công trình nghiên cứu, các cái đề tài nghiên cứu về khoa học của sở khoa học công nghệ cũng có những cái địa chỉ rất là cụ thể để ứng dụng các cái nghiên cứu, các cái thành quả nghiên cứu khoa học vào trong thực tiễn sản xuất để giúp bà con cải tiến về phẩm chất, chất lượng cũng như là giúp quản lý về cái an toàn thực phẩm trong cái sản xuất nông nghiệp chúng ta. Các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ áp dụng ngày càng nhiều. Điển hình như mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và ứng dụng điện đoàn đám mây, mô hình điều khiển tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật tự động trên vườn cây ăn trái, lắp đặt thiết bị máy quan trắc khí tượng thủy văn tự động trên đồng ruộng và trong nuôi trồng thủy sản. Nhiều sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Trong cái hệ thống tưới nó có một cái nữa khác biệt hơn người ta là cái trong vấn đề biến đổi khí hậu. Là giả sử bây giờ cái ngập xâm nhập mặn thì trong mương vườn mình sẽ trữ được cái lượng nước, mình tưới được 10 ngày, 20 ngày hoặc một tháng trong vấn đề biến đổi khí hậu. Thì xâm nhập mặn mình có thể trữ cái lượng nước đó để mình làm cho nó cái miếng vườn thu hoạch mình nó ok. Năng suất sản lượng nó bình thường mà nhưng là cái chất lượng. Chất lượng nó cái đạt nó cái chuẩn rất cao. Là nó không có bị áp lực gì nữa. Chi cục thủy sản thành phố Cần Thơ là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào quản lý nuôi trồng thủy sản của bà con nông dân địa phương. Năm 2020, thành phố Cần Thơ được Đại học Cần Thơ hỗ trợ lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn tự động, hay còn gọi là máy cảm biến khí tượng thủy văn cho ngành nông nghiệp. Đây là thiết bị do trường Đại học Cần Thơ sản xuất lắp ráp, bình quân mỗi máy trị giá hơn 100 triệu đồng, thời gian sử dụng có thể từ 3 đến 4 năm. Như chúng ta biết thì công nghệ là cái khâu đột phá để đưa cái sản xuất lên mà trình độ cao hơn và đem lại lợi nhuận cao cho bà con sản xuất nông nghiệp. Chi cục đã đề xuất với ủy ban đầu tư một cái hệ thống quan trắc coi như là từ cái đơn giản tới bây giờ là hiện nay là quan trắc của chi cục là tự động hoàn toàn bằng cái những cái thiết bị rất hiện đại. Thì nhờ những cái thiết bị này mà chi cục thủy sản đã thông báo kịp thời cho cái bà con vùng nuôi biết cái tình trạng ô nhiễm môi trường nước để bà con kịp thời đối phó. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cái nuôi trồng thủy sản hiện nay là rất quan trọng, tại vì cái tình trạng biến đổi khí hậu gần như toàn cầu, cái nhiệt độ môi trường cũng như là cái yếu tố môi trường hiện tại là nó rất bất lợi đối với động vật thủy sản. Do đó trong việc chăn nuôi chúng ta cần phải tìm hiểu cũng như là phải cập nhật thường xuyên những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để chúng ta đem vào ứng dụng vô cái mô hình nuôi chúng ta. Việc chú trọng ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp của thành phố Cần Thơ đã và đang mang lại những thành quả đáng khích lệ. Trong thời gian tới, thành phố vẫn khuyến khích các hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, trong đó bao gồm các lĩnh vực như công nghệ sinh học trong nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, công nghệ tự động hóa và sản xuất vật tư nông nghiệp,
công nghệ thông tin trong quản lý và kinh doanh nông sản. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tăng tính cạnh tranh cho nông sản Việt Nam khi tiếp cận thị trường thế giới. Nếu chúng ta không có mạnh dạn để ứng dụng cái khoa học công nghệ vào trong sản xuất thì chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Đó, đặc biệt là đối với sản phẩm công nghiệp hiện nay là chúng ta phải cạnh tranh khi mà chúng ta đã hội nhập với cái thế giới, với các cái thị trường. Khi chúng ta đã ký kết các cái hiệp định thương mại, do đó là buộc chúng ta phải ứng dụng khoa học công nghệ, buộc chúng ta phải thay đổi cách sản xuất cũng như là ứng dụng cái công nghệ số vào trong cái sản xuất để chúng ta tiết kiệm được cái chi phí sản xuất, đồng thời là quản lý tốt về chất lượng, về đảm bảo về an toàn thực phẩm và đủ sức cạnh tranh với các cái sản phẩm của các nước khác, ngay cả trên cái thị trường của Việt Nam chúng ta. Đây là mô hình sản xuất kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo Agrimus thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Giọt Phù Sa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Nắm bắt được quy trình hình thành và phát triển của nấm đông trùng hạ thảo, Hợp tác xã Giọt Phù Sa trải qua quá trình nghiên cứu chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao, tuân thủ nghiêm ngặt trong nhà kính, phòng sạch với nhiệt độ đảm bảo môi trường giống như thiên nhiên, cho nấm đông trùng hạ thảo thuận lợi phát triển tự nhiên, tạo dược tính cao nhất, giúp hỗ trợ điều trị bệnh toàn diện, không thua kém nấm thiên nhiên. Những sản phẩm thu hoạch đều được sơ chế tỉ mỉ, bảo quản khắt khe và phân loại rõ ràng, đồng thời ứng dụng công nghệ cao trong quá trình bào chế để đảm bảo giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, đạt chất lượng ISO 22000-2018. Công nghệ cao thì ở đây thì mình sử dụng nó là những cái máy móc hoàn toàn là tự động hóa hết. Dạ, và mình sử dụng những cái công nghệ như là cấy vi sinh hoặc là nuôi cấy mô, rồi những cái tủ cấy vi sinh để cho nó tiệt trùng và an toàn nhất. Đó, thì bên cạnh đó thì về máy móc thì nó hầu như là tự động hết. Nó ít có cái việc can thiệp của thủ công của con người để cho cái độ an toàn của nấm và cái độ chính xác của nấm nó sẽ được là chuẩn chỉnh hơn. Thực tế, đến nay thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 cho nông dân, như tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, quảng bá hàng hóa qua mạng, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, hướng dẫn sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn Global Gap. Mô hình trà thảo dược Haiji and Panacea là sản phẩm tiên phong ở Việt Nam ứng dụng công nghệ chiết xuất và bào chế của ngành dược để sản xuất dược trà hòa tan, khai thác và nâng cao giá trị dược liệu từ nông sản Việt. Không đi theo thói quen sản xuất các sản phẩm trà túi lọc, chị Đoàn Thị Hồng Thắm và các cộng sự đã nghiên cứu để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất sản phẩm trà hòa tan, một thị trường ngách mới và tiềm năng chưa được khai thác nhiều ở Việt Nam. Đặc biệt khi nông sản được áp dụng công nghệ để chế biến thành trà sẽ giúp nâng cao được giá trị nông sản, khai thác được tính dược liệu của các loại nông sản, tăng hạn dùng của nông sản lên nhiều lần, từ hạn dùng của sau 1 đến 2 ngày lên 18 tháng, tăng tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân như tiêu thụ một hộp trà 250g tương đương với việc tiêu thụ gần 3kg nguyên liệu tươi, thay đổi tư duy trồng nông sản của bà con từ trồng rau bán chợ chuyển sang trồng rau làm thuốc. Nông sản sẽ ngày càng sạch hơn, xanh hơn, an toàn hơn. Từ nông sản có thể sản xuất ra các loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao made in Việt Nam để dần thay thế các thực phẩm chức năng nhập ngoại. Mình ứng dụng công nghệ là ứng dụng cái kinh nghiệm của mình, đó là mình viết quy trình. Mình sẽ làm quy trình trước từ nguyên liệu thô cho tới thành phẩm. Nó sẽ qua bao nhiêu công đoạn và công đoạn nào phải cần công nghệ gì, công đoạn nào làm được cái máy móc gì, công đoạn nào không máy móc không làm được phải làm thủ công. Và mình viết ra quy trình như vậy, mình nhận thấy được rất là rõ ràng con đường mình đi. Qua các mô hình thực tế cho thấy, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 tại thành phố Cần Thơ cần được nghiên cứu, xem xét thấu đáo. Địa phương không nên dập khuôn theo các mô hình nông nghiệp đã thành công ở nước ngoài. Thay vào đó, phải chọn lựa giải pháp sao cho phù hợp đặc thù riêng về điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương. Bên cạnh đó, thành phố cũng nên chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật công nghệ, thiết bị thông minh cho cán bộ quản lý, nông dân, hợp tác xã. Như vậy mới có thể thúc đẩy ứng dụng được các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 một cách toàn diện và hiệu quả.
Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.